tôi đưa quý vị lên đèo Hải Vân, nhìn xuống cái đầm Lập An. Đèo Hải Vân à? À, để mong quý vị nhìn xuống đập đập thơ mộng. Đây có cái anh này đang đang sớm cái bức tường. Đây là một trong cái điểm du lịch của miền Trung mà thu hút rất nhiều khách nước ngoài và trong nước đến đây để họ xem cái chỗ du lịch này. Ở đây là rất có nhiều người tới để tham quan, chụp hình, check in quý vị. Now to Del Tams. Ở đây cũng có rất nhiều tour và dẫn khách du lịch tới đây. Lên đèo Hải Vân này thì ở trên này gió rất là to quý vị, gió lớn lắm. Trên kia cũng có nhiều người Tây và nhiều người họ lên đó họ đứng chụp hình đó, rất là đông. Vào đây thì cũng có cái quán bán nước giải khát, quý vị có thể là mua nước để uống rồi nhìn xuống cái đèo rất là đẹp đó quý vị. Hôm nay thì trời hơi mây nhiều cho nên nhìn nó cũng không có rõ mấy, mà mấy cái bữa mà trời nó sáng, nó trong sáng, nó xanh đẹp đó, thì quý vị nhìn đó, qua cái núi kia đẹp lắm, cảnh ở đây rất là đẹp. Hôm nay thì gió cũng hơi nhiều, gió to. Cũng có cái quán bán bằng nước giải khát này, quý vị cũng có thể vào đây ngồi. Con ở đây con ý luôn. Con ý luôn à? Bán không? Có hắn thì gửi cho mộ đây. Gửi cho mộ gì vậy chứ? Đây quý vị có thể ngồi đây rồi uống nước rồi ăn giải khát.
chỗ này cũng đẹp này, đúng, nhìn cảnh đẹp lắm, chụp hình cũng đẹp. Đây thì cũng rất là có nhiều cây với cái rất là mát. Đây ra đây mà đứng mà xem cái cảnh này thôi, hết sảy, quá đẹp luôn. Xoay anh vòng cho quý vị xem à. Đeo anh vòng cho quý vị. Hồi xưa mà chưa có cái hầm á thì phải đi lên đi xuống cái đeo này ghê lắm. Tôi nhớ một cái lần đầu về Việt Nam mà đi từ Sài Gòn ra. Ôi giời, đi cái đeo này là khủng khiếp. Nhìn xuống dưới không là chạy ngang là hết hồn. Trông sợ, sợ ơi là sợ. Bây giờ chúng ta đi lái xe xuống cảng Chân Mây tham quan chút xíu các bạn ha. Gần tới cảng rồi quý vị. Qua khỏi cái đoạn đường này là tới cảng Chân Mây. Đó, trước mặt quý vị là cái chiếc tàu du lịch đó, tàu lớn lắm. Đây, gần tới rồi đó. Đây là cái cảng Chân Mây á. Cô phải cô trái vào đây, đó, cô trái vào đây là cỏ đó. Đó, trước mặt á, trước mặt là cái chiếc tàu du lịch đó quý vị, tàu lớn lắm. Quý vị nào có đi tàu du lịch này chưa? Nếu quý vị nào có đi rồi thì bình luận comment chúng tôi biết với ha. Tôi xin tạm biệt quý vị ở đây. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã xem kênh YouTube Cuộc Sống Ở Đây. Hẹn quý vị lần sau. Xin chào quý vị. Bye bye.